Mình đã giảm được 9kg trong vòng 2 tháng sau khi mà được sự giúp đỡ của huấn luyện viên cá nhân. Mình nghĩ đó là một khoảng thời gian mà mình nỗ lực không ngừng nghỉ. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với Fit for Women nhé. Olivia xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Washi. Thì hiện tại anh đang là Master Trainer tại California Fitness and Yoga. Hôm nay anh Washi sẽ hướng dẫn cho Olivia về các bài tập ở các vùng cơ trọng tâm, bụng và eo. Thì với cái dạng bài tập này ở cường độ cao ngắt quãng, nó kêu là High Intensity Interval Training. Bây giờ mình sẽ có 3 bài tập liên tục. Mỗi bài tập của mình đó là mình sẽ làm 10 rep. Trước tiên thì mình sẽ thực hiện động tác push up trước. Bây giờ mình sẽ set up động tác. Thứ nhất, hai cái tay của mình song song với nhau. Đối với động tác này thì mình sẽ bỏ cái phần gối xuống để giảm áp lực lên cái phần tay của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện động tác. Xuống, hít vào, lên, thở ra. Mình chú ý một điều là khi lên mình khép cái chỏ sát vào người để cho cái phần tay sau của mình nó được tác động nhiều hơn. Và nhớ là mọi người nên siết cái phần kho lại nha. Động tác sit up, mình chỉ có 3 giây để nghỉ thôi. 1, 2, 3. Đối với động tác này, nó sẽ tác động vào cái phần bụng của mình. Cái phần tay của mình sẽ trượt ở trên gối. Cố gắng là cái phần vai của mình đừng có cho chạm xuống đất. Cái chân của mình đó, nhớ là đừng có cho nó hỏng lên khỏi mặt đất ha, để cho tác động vào phần bụng của mình tốt hơn. Động tác kế tiếp của mình là về cái phần bottom. Khi lên, đứng thẳng vậy, kết thúc động tác và bước xuống. Nhớ là cái phần vai của mình khi mà đáp ở trên cái bụng á, mình phải mở ra và đừng cho nó chờ về phía trước nha. Cố gắng khi đáp xuống siết cái phần mông lại, đừng cho bị rớt. Good. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Fit for Women Office Lady. Hãy vui lòng comment ở bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận các vấn đề tiếp theo nhé. Nhấn like và subscribe nếu các bạn thích video này.